drama 2 giờ sáng ngày 4 tháng 3. Tin đồn, đêm dạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 2022, giang hồ mạng Dương Minh Tuyền đã có nghi vấn xích mích với một nhóm giang hồ khác và đã bị thanh toán. Tính mạng đang nguy kịch. Dương Minh Tuyền, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1986, hay còn được biến đến với biệt danh là Tuyền Mốc và Tuyền Mốc Bắc Ninh, là một giang hồ mạng, youtuber có ảnh hưởng người Việt Nam. Công việc chính của Dương Minh Tuyền là đăng tải những bình luận về các sự kiện, nhân vật đang gây chú ý. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh là Thánh Chửi. Dương Minh Tuyền là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đã từ lâu, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và cũng là hiện tượng mạng xã hội được nhiều cư dân mạng biết đến qua các buổi truyền phát trực tiếp, các video trên Facebook và YouTube nhằm bình luận các sự kiện nổi bật. Số lượng người theo dõi Dương Minh Tuyền tăng liên tục trên các mạng xã hội thông qua những video được đăng tải. Dương Minh Tuyền được biết là có quan hệ mật thiết với các giang hồ mạng nổi tiếng khác như Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh. Ngoài ra, anh còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp chung với các ca sĩ và người nổi tiếng